em ơi, xin chào tất cả mọi người chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em nha video này chúng ta sẽ làm một cái kèo à, tổng cung của cái đồng này chỉ có 111 triệu thôi đây là một cái đồng à, tóc cành mix nó có một cái mạng lưới riêng của nó cái thứ nhất cái thứ hai nó là thuộc cái đồng tóc cành của web 3.0 đang hợp tác với cái sàn OK là OKX đây là một cái sàn top của thế giới anh chị nha và đặc biệt nó đang hợp tác với rất nhiều cái à uh, web3 khác và nó có nhiều cái cầu nói rất là rất là 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 top anh chị. Rồi thì cái điều kiện để chúng ta tham gia cái kèo này là anh chị phải có được một cái tài khoản Twitter đăng ký vào đăng ký trước ngày 1 tháng 5 năm 2022 này. Tức là những ai có cái tài khoản Twitter từ ngày 1 tháng 5 đăng ký từ ngày 1 tháng 5 năm 2022 trở về trước là chúng ta tham gia được cái kèo này nha bây giờ cái video này em sẽ chia ra hai phần cái phần đầu tiên là em sẽ cho anh chị xem tổng thể về cái dự án đó. cái thứ hai là em sẽ cho chia sẻ cho anh chị cái cách để chúng ta đăng ký nha cái đồng này còn cái việc mà nhận được nhiều hay ít là tùy theo cái lượng cái, cái 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 tài khoản twitter của anh chị chúng ta có được cái người follow nhiều hay ít ví dụ như ai có được cái lượt follow nhiều thì sẽ được nhận được nhiều cái đồng à, tóc cành của họ còn cái tài khoản twitter của ai mà à, không có thì vẫn nhận được nhưng mà ít hơn thôi Bây giờ em sẽ vào cái Twitter Anh chị vào cái Twitter này Anh chị gõ cho em cái chữ là gì ạ Anh chị gõ cho em cái chữ này Anh chị gõ cái chữ mít hen A còng M I S E S Và cái dự án của họ hiện tại là có 25 000 24.504 người theo dõi Và họ đang theo dõi là 3.321 này anh chị Đây Bây giờ ở đây có một cái thông tin anh chị em sẽ đọc một số cái thông tin cơ bản nhất cho anh chị nắm nha cập nhật trình duyệt mix của bạn cái này là nó thuộc cái trình duyệt và nó là cái web 3.0 nó chúng ta sử dụng nó như là cái uh, Google Chrome hay là cốc cốc kiểu như vậy đó anh chị thích sử dụng cái nào thì sử dụng cái tính năng mới nhanh uh, nhân cho mới hiệu suất tốt hơn cho trang web và tiện ích mở rộng tăng trình tổng hợp tiện ích mở rộng tải xuống tiện ích mở rộng chỉ bằng một cuốn nhấp chuột cổng mở rộng rõ ràng hơn và thuận tiện hơn để sử dụng ha tiếp tục ở đây có những cái thông tin sau khi bạn xác nhận mix của mình nó có thể không diễn ra ngay lập tức do lượng truy cập cao nhưng sẽ được xử lý và tự động sắp tự động xếp hàng cho bạn tức là có một số anh chị khi đăng ký sẽ anh drop xong đó, sẽ không nhận được liền đâu nhưng mà nó sẽ nằm trong cái hàng chờ sẽ đến họ sẽ phân phối cho mình ha kiểu như là nhiều người truy cập quá đó anh chị nên là phân phối không kịp rồi họ đang hợp tác xong với cái này ha thì cái này em không có nói tới nè bây giờ anh chị thay xem nè họ hợp tác với rất là nhiều cái nền tảng mix browser bao gồm uh, Overland và đề xuất nó ở các khu vực quan trọng cho phép người dùng truy cập Overland uh, nhanh chóng và đăng ký Overland trên di động ha anh chị ha đang tích hợp với các nhiều cái nền tảng như là Near, nè, Phantom, Waze, Parachain Chalene Polygon Overland ha Nè anh chị, rất là nhiều Đây Rồi em sẽ đọc một cái thông tin nữa Đây là một cái thông tin quan trọng Mixed Browser và với Violet Oket Web 3 đã chính thức đạt được hợp tác chiến lược Hai bên sẽ cùng thúc đẩy xây dựng hạ tầng Web 3 Về công nghệ, thương hiệu và ứng dụng Nhằm tạo ra trải nghiệm và dịch vụ Web 3 tốt hơn cho người dùng Anh chị nha Đây là cái thông tin nè anh chị Anh chị thấy không ạ rất là nhiều cái dự án à, thuộc web 3.0 đã tích hợp vào trong cái à, mix này. Rồi đó là cái thông tin cơ bản nhất. Rồi, đây là cái thông tin mà anh chị muốn tham gia nè. Nhận Android của bạn, Mix Android lần đầu tiên là họ sẽ cho 100.000 người dùng hen. Yêu cầu xác minh tài khoản Twitter của bạn để kiểm tra tính khả dụng Android của bạn, đảm bảo rằng tài khoản Twitter của bạn được tạo trước ngày 1 tháng 5 năm 2022. Đó đó là cái điều kiện nha anh chị nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đăng ký nha anh chị Sau khi anh chị nhấp vào trong cái đường link em để ở cái phần mô tả Hoặc là trong cái phần tin nhắn đã game Sẽ đưa anh chị đến cái giao diện như thế này Đây là cái giao diện nha Rồi anh chị á cần nhấp vào cái chữ là download ở đây dùm em ha Rồi chúng ta sẽ cài đặt anh chị Nó là một cái trình duyệt Hiện tại là có hơn 100.000 lượt tải xuống Chúng ta nhấp vào cài đặt giúp em cái trình vẹt này nó cũng như ru rồi chôm á Cũng như là cốc cốc vậy đó anh chị Nó thuộc là à, Web 3 Sử dụng rất là tiện lợi và rất là nhanh Thì theo em nghĩ nếu mà nó Muốn thúc đẩy cộng đồng mạnh hơn nữa Tương lai nó khi chúng ta sử dụng cái này nè Họ sẽ khuyến khích tặng cho ta à, Cho chúng ta cái đồng tốc cành á Kiểu như chúng ta sử dụng trong bao lâu à, Họ sẽ căn cứ vào cái cái Thời gian mà chúng ta truy cập Họ sẽ trả cho mình cái đồng tốc cành Nó cũng như cái đồng bạc đó anh chị của web 3 đó nó cũng cho chúng ta theo cái lưu lượng chúng ta sử dụng hàng ngày á. Ở đây xong chúng ta nhấp vào mở giúp em nha. Ở đây á nó có một có có một cái câu hỏi nè, bạn có muốn đặt cho nó là cái trình diện mặc định hay không? Cái trình diện mặc định là sao? Tức là khi anh chị nhấp vào liên kết đến cái Google đó, thì nó sẽ tự động là chạy trong cái trình diện này anh chị không nên ha tại vì chúng ta sử dụng cái trình duyệt chrome quen rồi thì chúng ta không nên anh chị nhấp vào cái chữ quỷ giúp em ha bây giờ anh chị sẽ nhấp vào cái chữ là metamask nha chúng ta cần tạo một hoặc là liên kết cái quý metamask này để chúng ta mới nhận được cái đồng mix tóc cành của họ anh chị nhấp vào cái chữ metamask ở đây sẽ xuất hiện hai cái cho anh chị ở trên này á, là họ nói nếu như chúng ta đã có cái quý metamask rồi thì chúng ta cần nhấp vào đây để chúng ta đăng nhập vào còn nếu mà anh chị chưa có cái quý Metamask thì chúng ta sẽ tạo một cái quý mới theo cái chữ là Remix ID phía dưới này. Thì ở đây em khuyên á, chúng ta nên tạo một cái quý mới tại vì tạo cái quý Metamask nó rất là dễ. Còn cái quý cũ của mình á, mình có tham gia co và các rất nhiều cái dự án khác thì chúng ta không nên à, nhập cái mật khẩu vào. Tránh cái việc mà bị hack anh chị ha. Nói chung là đảm bảo an toàn cho anh chị à, à, tối đa thôi. Em sẽ tạo, ha, em sẽ nhấp vào cái dòng hai nè. Đồng heo Max account tôi không có ký Metamask em sẽ nhấp bọn chữ là pre -Mix id chúng ta nhấp vào đây nha anh chị trước khi làm nhớ ghi vào cuốn sổ cho em nè cái dự án là mix app web 3.0 rồi ở đây ghi hàng cái địa chỉ về cái gmail hay là cái mật khẩu rồi cái cụm từ khóa của quý vị metamask vào hết ở đây anh chị cần nhập cái mật khẩu nha chúng ta cần tạo Cái mật khẩu em yêu cầu là ít nhất là 8 ký tự và đặc biệt là có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt nha. Anh chị nhập cái dòng trên, sau đó nhập lại một lần nữa cái dòng dưới. Rồi sau đó mình nhấp vào cái ô vuông ở đây. Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản. Chúng ta nhấp vào cái chữ tạo ở đây. Anh chị chờ cho blog nha anh chị. Rồi sau đó đó cái chỗ mà nhấn vào đây để hiển thị các từ bí mật nè anh chị nhấp vào đó để chúng ta thấy được 12 cái cụm từ sau đó chúng ta cần lấy cái điện thoại khác cái điện thoại khác chúng ta chụp hình hoặc là chúng ta sao chép ra cuốn sổ nhật ký cho nó đảm bảo an toàn rồi chúng ta hãy làm nha anh chị Mắc cái này là sau này không có ai mở được cái quý metamask của anh chị đâu bây giờ em sẽ nhấp vào đây nè anh chị sẽ thấy nó hiển thị ra nha bây giờ em sẽ ghi chép vào cuốn sổ sau khi anh chị ghi chép 12 cái cụm từ này vào cuốn sổ nhật ký và chúng ta lưu vào một cái nơi an toàn anh chị nhấp vào cái mục tiếp theo cho em nha ở phía dưới nè bây giờ chúng ta cần phải sắp xếp lại 12 cái cụm từ phía dưới này nó đúng với thứ tự của 12 cái cụm từ mà hồi nãy họ vừa cho chúng ta thấy đó chúng ta vừa ghi vào cuốn sổ đó anh chị căn cứ vào đó mà chúng ta sắp xếp cho đúng giúp em ha rồi chúng ta làm xong chúng ở cái mục xác nhận này nè nó sẽ hiển thị màu xanh chúng ta chọn anh chị nha sau khi anh chị sắp xếp xong chúng ta nhấp vào cái một xác nhận nếu như chúng ta nhấp vào cái một xác nhận này mà báo lỗi á, là anh chị xem lại coi 12 cụm từ hồi nãy chúng ta ghi đúng hay không chúng ta sắp xếp đúng hay không ha đúng thứ tự mới được em sẽ nhấp vào cái một xác nhận ở đây chúng ta chờ cho nó block nha anh chị đó như vậy là chúng ta đã tạo xong một cái ví Metamask nó rất là đơn giản. Cái điều quan trọng á, là cái mật khẩu phải có 8 ký tự trở lên và có cái chữ hoa chứ thường số và ký tự đặc biệt. Và đặc biệt anh chị phải nhớ cho em là 12 cái cụm từ khóa này, 12 cụm từ hạt giống này sau này là chúng ta mới đăng nhập vào cái cái ví Metamask được. Mắt nó là coi như chúng ta mắt trắng nha. Anh chị nhấp vào cái chữ là tôi đồng ý giúp em nha. Đó như vậy là chúng ta đã tạo xong một cái ví rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào cái tờ giấy nè, cái cái anh chị thấy số 2 nè, chúng ta nhấp vào. Thì trong một cái app này nó chúng ta có thể mở được cái nhiều cái sổ trình việc như là bên Google Chrome. Hai ở đây có nghĩa là em đang mở hai cái trình việc. Anh chị nhấp trở lại cái mục thẻ thẻ mới nè, là cái cái trang tổng á. Rồi bây giờ chúng ta nhấp sẽ nhấp vào cái chữ là Android nghe anh chị. Rồi chúng ta cần phải là uh, xác minh với uh, Twitter, chúng ta nhấp vào đây giùm em. Đó. Nếu như mà anh chị nhấp vào trong cái trình duyệt này nè, trình duyệt tổng mà chúng ta không có vào được Twitter thì anh chị nhấp vào cái số 2 này sau đó chúng ta tạo một cái thẻ mới nha. Chúng ta mở một cái tab mới rồi chúng ta nhấp vào Android này lại, chúng ta không được thì chúng ta cứ mở một cái tab nữa để chúng ta làm sao được như của em như thế này mới đúng nha anh chị rồi bây giờ chúng ta cần gì ạ à? chúng ta cần xác minh cái twitter của mình anh chị nhập cái tên người dùng email hoặc là rồi sau đó chúng ta nhập cái mật khẩu nha bây giờ em sẽ bắt đầu làm nha cái dòng dưới á, là cái mật khẩu nha anh chị nha còn cái dòng trên là chúng ta có thể nhập lại cái tên cái nickname của mình hoặc là chúng ta có thể nhập cái email em kiểm tra lại một lần nữa nha rồi xong anh chị nhấp một chữ là dùng cái u vuông đi ha ghi nhớ tôi rồi chúng ta nhấp vào cái mục là ủy quyền ứng dụng. Để cho họ xác minh nha. Rồi, chúng ta có thể lưu nè. Ở đây chúng ta cần nhấp vào họ đang xác minh của mình anh chị, chúng ta nhấp vào cái chữ là thành phim nè. Rồi. Sau đó anh chị sẽ thấy phía dưới có cái chữ là Android phía dưới bên phải nè, nhấp vào đó. Rồi anh chị. Bây giờ là em đã liên kết rồi xong hết. Anh chị tiếp tục nhấp vào cái chỗ ô vuông là số 1 nè anh chị mở cho em một cái thẻ mới nha nhấp một cái dấu cộng phía trên bên trái đó rồi bây giờ anh chị sẽ thấy ha sau khi mà của anh chị được xử lý xong á thì ở trên đây nó có sẽ là có cái chữ là in -write. là mời đó bây giờ anh chị sẽ nhấp một cái chữ là cái cái hình metamask giúp em nè thì sau khi em làm xong em chờ khoảng hai ba phút á thì đã được anh chị đây anh chị thấy nha lúc mà anh chị nhấp vào cái quý metamask á, nó sẽ nằm ở bên cái mạng là chính thức của ethereum như thế này chúng ta cần nhấp vào cái cái dấu mũi tên đi xuống rồi chúng ta chuyển sang cái mạng là mix network giúp em thì ở đây em sẽ nhận em đã nhận được 4.8 cái đồng mix cái này là do có cái lượt follow của anh chị có follow nhiều là chúng ta sẽ nhận được nhiều follow ít là chúng ta nhận ít có nghĩa là em đã nhận được cái đồng mix này anh chị nha rồi bây giờ chúng ta nhấp vào cái số 4 nào ở trên là trong ô vuông đó chúng ta tiếp tục tạo một cái thẻ mới anh chị cứ tạo cái thẻ mới cho em đi ha chúng ta đừng có quay lại cái thẻ cũ tại vì khi chúng ta nhập vào cái thẻ mới là nó block lên một cái tính năng mới em sẽ xóa hết mấy cái 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 cũ nè rồi ở đây nó có cái chữ là invite chúng ta nhấp vào cái biểu tượng invite này sẽ có cái link cho anh chị chúng ta giới thiệu ở đây anh chị sẽ là xe cái này đây chúng ta nhấp vào cái chữ là xe miss to brand anh chị có thể là nhấp một cái hai cái tờ giấy rồi, chúng ta có thể là à, gửi cho bạn bè người thân của mình Theo cái link này anh chị nha Đó Anh chị thấy không ạ Rồi Đó là cái thông tin Ở đây em sẽ nhấp một cái mũi tên đi sang trái nè Đó, tiếp tục chúng ta sẽ làm gì nữa Chúng ta nhấp một cái số 2 Chúng ta mở một cái tắp mới giùm em ở đây anh chị có thể gửi sucking lấy lãi ha. Chúng ta nhấp vào cái biểu tượng bên trái nè, sucking nè. Cái việc gửi sucking này thì anh chị có thể gửi hoặc là có thể là không. Ở đây anh chị sẽ thấy nè, dashboard là giới thiệu thì như em nói tổng cung hiện là 111 triệu mix ha. Sucking là 4.37% lãi. ABG nó nè anh chị là 4.32. Ở đây chúng ta cần nhấp vào cái chỗ là connect now là connect với cái quý á. Ở đây chúng ta nhấp một cái chữ là tiếp theo nha Anh chị Rồi chúng ta nhấp một cái chữ là kết nối cho em Bây giờ anh chị muốn gửi bao nhiêu Thì chúng ta sẽ gửi Chúng ta nhấp một cái chữ là Play right now Nhấp vào đây Ở đây nó sẽ có kiểu như là nhiều cái note đó. Anh chị muốn gửi vô cái note nào chúng ta gửi Em sẽ nhấp vào cái đầu tiên đi ha Mình sẽ lấy cái đầu tiên đi Tại vì cái đầu tiên lúc nào nó cũng sẽ là À, ok. Chúng à, ta nhập một chữ lập delivery này anh chị ha. Rồi, sau đó mới xuất hiện ra cho chúng ta bây giờ anh chị muốn gửi bao nhiêu? Ví dụ em muốn gửi hai cái đồng này. Đó. Cái ga của nó là 0.0002 mic. Cái số balan em đang có là 4.8 mic. Balan after sau khi em em gửi lại em còn lại sử dụng là 2.7 nha. Em nhấp vào cái sực mic này. Em nhấp vào cái sport này để thực hiện cái lệnh giao dịch anh chị anh chị chờ ha nó đang ấy nè rồi chúng ta chọn cái chữ thành phim cho em là thành công đó bây giờ chúng ta nhấp một cái số 2 tiếp tục chúng ta tiếp tục tạo một cái thẻ mới anh chị sẽ vào cái chỗ metamask này thì chúng ta sẽ thấy được cái số lượng của chúng ta đang có là còn nhiêu hai trăm thì như em nói đây là một cái dự án rất là tiềm năng nó thuộc Web 3.0 à, có tích hợp rất nhiều cái giáp của các blockchain cái nền tảng Web 3.0 khác và có nhiều cái cầu nói thứ hai nữa là đã hợp tác thành công với cái sàn là OKET đây là một trong những cái sàn top của thế giới và tổng cung của nó hiện tại là có 111 triệu thôi anh chị là tranh thủ làm cái kèo này và chúng ta share cho bạn bè người thân ha theo như cái thông tin vừa rồi ở đây nó có cái điều khó là sau khi chúng ta liên kết Twitter xong á anh chị nhấp vào cái số 2 phía trên bên phải trong cái ô vuông đó rồi chúng ta nhấp vào mở một cái tập mới anh chị nha. Chúng ta đừng có quay lại cái tập cũ. Chúng ta mở cái tập mới thì khi mà chúng ta làm thành công thì nó sẽ có cái chữ là invite là đã thành công và chúng ta vào cái quý chúng ta xem cái số lượng tốc cành mình đang có. Anh chị nha, thì cái kèo này mình thấy nó cũng tiềm năng thì em share cho anh chị. Thì à, tương lai khi nào mà cho giao dịch cũng như mở lên à, hộp à, mở lên à, list trên cái sàn như là oket đi hoặc là cho giao dịch swap ra cái đồng khác thì em sẽ gửi đến anh chị ha để cho chúng ta bán anh chị nha